Vâng, mình xin chào tất cả anh em nhé. Nay là buổi chiều ngày 20 tháng 9 năm 2023. Mình lại tiếp tục được huấn luyện anh Phong đến từ thành phố Hưng Yên sử dụng máy Motion Tap để kiểm tra ESU, xem là ESU có bị lỗi gì không với những cái sợi cáp chuyên dùng. Và anh Phong thì vừa rồi cũng đã kết nối máy với TV, anh em nhìn này. Ngày nay thì máy vương táp anh em có thể kết nối với tivi được nhé. Đấy, thì nếu như mà anh em có điều kiện đấy, ở cửa hàng của anh em mà có một chiếc tivi thì anh em có thể kết nối và khách hàng cứ ngồi xem anh em chữa xe, uống nước và anh em cũng biết được tất cả những cái thông tin mà về phần động cơ đấy, có hỏng hóc gì không. Đấy, rồi là về phần điện, cảm biến trên xe thì cũng đều được hiển thị ở trên tivi hết anh em ạ. Vâng, và anh Phong thì cũng ủng hộ mình mua luôn một bộ đồng hồ đo điện của hãng Fujitsu luôn anh em ạ. Đây anh cũng đã lắp đường dây vào rồi đây. Đồng hồ đo điện Fujitsu này dùng rất là tốt nhá anh em nhá. Đấy. Mình đang cung cấp bộ đồng hồ đo điện này. Anh em mua một lần thôi nhưng mà anh em dùng rất là lâu dài, rất là bền bỉ và chính xác. Đấy. Chứ còn anh em mua những cái đồng hồ 200-400 nghìn thì thực ra nó chỉ được một thời gian thôi. Đấy, hai là rồi này sai số là chắc chắn rồi dần dần sẽ sai số, nó không được bền như những cái đồng hồ Fujitsu này. Đấy. Và hai nữa ấy, là những đồng hồ đó thì có thể nói là cái hệ thống thông tin ở trên đây đấy, về các thang đo đấy thì nó rất là rối rắm. Đấy, nhiều khi là những anh em mà có tuổi rồi mà anh em không được nhìn, mắt cũng kém đấy, nhìn thì nó rất là khó nhìn đấy, có thể nói là khó sử dụng. Chứ còn đồng hồ này rất dễ sử dụng anh em ạ, thang đo rất là đơn giản. Và qua video này thì có thể nói mình cũng xin cảm ơn một đại lý cấp 1 cũng ủng hộ mình 5 bộ máy Motion Tap. Vâng, mình cũng đã đóng gói đây rồi và mình sẽ chuyển đi thôi. Vâng, vậy thì những đại lý cấp 1 có nhu cầu mà lấy máy Motion Tap từ chỗ mình thì mình cũng sẽ chuyển cho nhé. Đấy thì mình là nhà phân phối mà, mình có thể cung cấp luôn cho đại lý cấp 1 được. Vậy thì hôm nay cũng là 5 bộ máy Motion Tap mình cũng đã đóng gói và sẽ gửi cho đại lý cấp 1 luôn. Vâng, vậy thì qua video này cũng xin chân thành cảm ơn đại lý. Và anh em thấy thì ngày nay máy Motion Tap rất hiện đại. Và anh Phong thì có thể nói là từ sáng giờ anh thực hành cũng nhiều rồi. Đấy, sử dụng bộ máy cũng tương đối đã là thành thạo. Bây giờ anh đang sử dụng chức năng là kiểm tra ESU trên bộ máy của mình. Anh sử dụng hai bộ máy luôn. Đây, mở khóa màn hình. Rồi em cắm két đi. Chào mọi người nhá. Rồi. Các test IC và ACM. Mức độ là kiểm tra của cái máy Motion Tap nghe đến mức độ nào? Vâng, anh Phong đang sử dụng bộ cáp kiểm tra chất lượng ESM phần cứng cũng như phần mềm xem là chiếc ESM của xe Way 110 này có bị làm sao không. Mình chặt đó. Tay bao giờ mình nghe tiếng tách tách. Đó. Moto Scan Tap xin chào anh Nguyễn Đình Thiện. Mời anh chọn chức năng từ menu. Em thao tác hơi nhanh. Way thì em tìm là Way. À, D thì không được. Đây đây rồi. Khả năng là em này. Yêu cầu kết nối Moto Scan Tap với ECU. Sử dụng các test ECUPN F125WA. Người chú ý, các cho chức năng này là một lựa chọn thêm, không bao gồm trong gói phụ kiện tiêu chuẩn. Vui lòng liên hệ điện thoại. Yêu cầu cắm và nối cáp kiểm tra với ECM đúng theo sơ đồ. Yêu cầu cấp nguồn cho Moto Scan Tap. Trạng thái Moto Scan Tap đang kiểm tra ECM. Xem con ECM này nó bị chết vì cái lỗi gì. Em thấy máy hoạt động nó cũng khá là nhanh.
kiểm tra xong. Mã lỗi W1410B, nội dung mô tả chi tiết, chập mạch điện công suất trung gian bằng transistor điều khiển mô bin đánh lửa bên trong ECM. Gợi ý sửa chữa, thay thế linh kiện tương đương từ một ECU khác hoặc linh kiện tương đương trên thị trường. Như mọi người đã thấy là Moto Sentap đã tìm ra thủ phạm gây chết con ECM, chính là con đánh dấu ở trong vùng ô đỏ, và máy cũng cho chúng ta cái gợi ý sửa chữa. Đây, như thế này thì anh em chúng ta là cứ quét theo hướng dẫn của máy. Máy cho chúng ta rõ như thế này thì anh em cũng có thể là tự sửa được tại nhà. Nếu anh em giỏi về hệ thống điện tử, vâng, anh Phong đã thực hiện chức năng nâng cao trên bộ máy Motap, đó là dùng bộ cáp chuyên dụng để kiểm tra xem chiếc ECM này có còn tốt hay không, và máy cũng đã tìm ra lỗi luôn. Và đây là một chiếc ECM mà anh em thợ cũng mang tới cho mình kiểm tra. Đây. Máy tìm ra rất là nhanh anh em ạ. Đây. Vậy thì với cái chức năng mà kiểm tra ECM như này thì anh em thấy chỉ có trên máy Motogen mới có thôi. Đấy, còn những hãng máy khác trên thị trường là không có chức năng nâng cao này. Và đây là một trong những cái chức năng cực kỳ hiện đại. Và có thể nói là để làm được cái chức năng này thì công ty DT ô tô đã có thể là nghiên cứu rất là khoa học đấy, và phải có những cái đội ngũ gọi là kỹ sư đấy, lành nghề người ta mới làm được. Chứ còn nếu như mà bình thường mà dễ làm ấy thì các hãng máy khác trên thị trường họ đã làm từ lâu rồi đấy. Và bây giờ thì anh em thấy không, bao nhiêu năm thì vẫn chỉ có máy Motoscan của công ty DTOTO mới có những cái chức năng kiểm tra ECM, kiểm tra SCU, rồi kiểm tra trực tiếp cảm biến, mà anh em thấy là chỉ có trên máy Motel mới làm được. Vâng, và anh Phong thì cũng đã thực hiện trên bộ máy của mình. Rồi, bây giờ anh có thể kiểm tra trên bộ máy của anh và kết nối với TV đi. Đây, cắm luôn vào bộ máy của mình, đúng không? Em dùng cái máy của em. Kìa, máy của em kìa. Chưa kết nối với bộ điện tử Moto Sentap, vui lòng cấp nguồn điện đúng tiêu chuẩn 12 PDC đến 15 PDC cho bộ chuyển đổi Moto Sentap. Vui lòng kiểm tra khoảng cách giữa máy tính bảng và bộ điện tử Moto Sentap không quá 10. Rồi, em vào trực tiếp chức năng kiểm tra ECU cảm biến. Đấy, muốn nhanh thì bấm vào thẳng ngôi nhà luôn. Đấy. Đấy. Rồi, kiểm tra ECU cảm biến. Rồi. Bây giờ thì thạo quá rồi còn gì nữa. Và với chức năng này thì anh em nhìn luôn trên màn hình TV luôn. Đấy. Kết nối với TV luôn anh em nhé. Đấy, và như thế này thì khách hàng nhìn thấy luôn. Đấy. Vâng, như thế này. Kết nối Moto Sentap với ECU, sử dụng cấp test ECU PN F125WA. Người chú ý, các cho yêu cầu cắm và nối các điểm, yêu cầu cấp nguồn cho Moto Sentap. Trạng thái Moto Sentap đang kiểm tra ECM. Đấy, vậy thì anh em thấy là anh em vẫn thao tác trên màn hình máy tính bảng bình thường đấy, nhưng mà khách hàng ngồi ở trong cửa hàng là vẫn nhìn trên TV và cũng đều nắm bắt được các thông tin
mà máy đang kiểm tra hết. Anh em nhìn thấy như này khách hàng hoàn toàn tin cậy đúng không ạ? Mã lỗi VF1410B, nội dung mô tả chi tiết, chập mạch để công suất trung gian bằng transistor điều khiển mô bin đánh lửa bên trong ECM. Gợi ý sửa chữa, thay thế linh kiện tương đương từ một ECU khác hoặc linh kiện tương đương trên thị trường. Vâng, anh em thấy là trên máy là cũng cho thông tin kết quả chính xác đúng không ạ? Đấy. Là vị trí linh kiện điện tử bị kém. Đấy. Và các vị trí khuét ở trên ECU là anh em hoàn toàn biết được. Nếu như anh em biết chữa ECM thì cái việc này thì quá đơn giản rồi, đúng không ạ? Máy cũng cho ta biết là linh kiện điện tử nào bị chết. Đấy, rồi là vị trí khuét ở trên ECU là vị trí như thế nào là anh em đều nắm được, đúng không ạ? Và anh em chỉ cần chọn một cái linh kiện là tương đương ở trên thị trường, anh em thay thế vào là chiếc ECU này sẽ hoạt động lại bình thường. Đấy, vậy thì đây là một chức năng có thể nói là rất là hiện đại ở trên máy MotoScan. Đấy, vị trí khuét anh em này. Đấy, rất là rõ đúng không ạ? Đấy, anh em đo, đấy, khoảng cách từ đây là 1,5 cm. Đấy. 2 cm. Đấy, rồi là từ cạnh ngoài bên trái đi vào là 2 cm. Vậy thì cái vị trí khuét anh em thấy rất là rõ ràng. Đấy. Và cái linh kiện ở bên trong là anh em thay thế một linh kiện tương đương là chiếc ECM này sẽ lại được phục hồi lại. Đấy, và anh em nào biết chữa đúng không ạ? Thì anh em làm thì rất là đơn giản thôi. Đấy, máy chỉ đến tận nơi cho anh em làm rồi. Đấy, rất là tuyệt vời. Rồi và sau đây thì anh Phong sẽ dùng chức năng kiểm tra tỷ lệ hòa khí H&F để anh em biết được, những anh em chưa nắm được nhé, là anh em cũng biết cách sử dụng cái chức năng này. Bởi vì trên thực tế đấy, thôi thôi mình xin lỗi nhé, mình có cuộc điện thoại một chút. Vâng, mình lại quay trở lại với buổi huấn luyện chiều ngày hôm nay. Vâng, thì mình cũng nói qua như này này, rất nhiều anh em là chưa nắm được. Nhiều khi khách hàng vào bảo xe bị hao xăng hay là bị ăn bị nhạt hòa khí chẳng hạn. Đấy, hụt ga, thì khách hàng này cứ nghĩ là bị nhạt hòa khí rồi hụt ga chẳng hạn. Thì anh em cũng chưa biết cách áp dụng bộ máy chẳng hạn, là xem là xe này thực sự có hao xăng không. Đấy, rồi là có bị nhạt hòa khí không. Đấy, vậy thì bây giờ mình cũng hướng dẫn anh Phong đến từ thành phố Hưng Yên là cách kiểm tra một chiếc xe thực sự nó có hao xăng đấy, hay là nó có bị nhạt hòa khí không bằng chức năng kiểm tra tỷ lệ hòa khí H&F nhé. Vậy thì nhiều anh em chưa nắm được ấy, thì anh em lại nhìn trên thông số hiện hành, anh em lại cứ nhìn thời gian phun thôi. Anh em bảo là cái thời gian phun của xe này dài như thế này thì là đang bị hao xăng đây, nó đang ăn xăng nhiều lắm đây. Chưa chắc anh em nhé. Nhiều khi ấy, xe là bị tắc kim phun, đúng không ạ? Kim phun kém, rồi là bị áp nhiên liệu đấy, có nghĩa là bị bơm xăng đấy, bị kém, cho nên là gì? Bị nhạt hòa khí. Và ECM đã gì? Tối ưu bằng cách là tăng cái thời gian phun lên. Đấy. Nhưng vì kim phun hỏng, vì áp nhiên liệu yếu, cho nên là ECM có tăng cái thời gian phun lên thì vẫn bị nhạt. Đấy. Nhiều khi là bị như vậy. Đấy, cho nên là anh em lại cứ nhìn vào cái thời gian phun, anh em lại bảo là xe này thời gian phun dài này thì lại ăn xăng. Chưa chắc anh em nhé. Mình phải phân tích thông số hiện hành. Đấy, rồi ngược lại, nhiều xe anh em thấy thời gian phun ngắn nó chỉ có 1.6, 1.7, 1.8 chẳng hạn. Ví dụ như thế, anh em nhìn như vậy thì anh em lại nghĩ bảo ồ xe này ăn ít xăng. Đấy, bởi vì thời gian phun này ngắn như này xe này ăn ít xăng lắm. Chưa chắc anh em ạ. Đấy, chưa chắc đâu. Bởi vì anh em phải xem tỷ lệ hòa khí H&F thì anh em mới kết luận được xe này hao xăng hay là nhạt hòa khí nhé. Bởi vì nhiều khi thời gian phun ngắn, đúng không ạ? Có 1.8, 1.9 thôi, nhưng xe vẫn hao xăng. Bởi vì sao? Mình ví dụ như là lỗ kim phun bị mòn quá, kim phun bị mòn rồi. Đấy, hoặc áp nhiên liệu bị cao quá, ví dụ trên 4 cân chẳng hạn. Ví dụ như là do gì? Van điều áp bị kẹt ở trạng thái đóng thì áp nhiên liệu rất cao. Rồi kim phun bị mòn rồi. Vậy thì dù thời gian phun có ngắn nhưng xe vẫn bị hao xăng. Đấy, vậy thì nhìn thời gian phun chưa nói nên được điều gì là anh em lại bảo là ngắn hoặc dài là do gì? Kết luận là xe hao xăng
mới lại xe ăn ít xăng. Chưa phải đâu anh em nhé. Và anh em phải xem là xem tỷ lệ hòa khí ở trên em. Đấy, vậy thì cái chức năng này ở trên máy có đúng không ạ? Và biểu hiện biểu diễn bằng hai chiếc đồng hồ rất là đẹp nhá. Có gì đồng hồ kiểm tra tỷ lệ hòa khí và phần xem tối ưu. Vâng, vậy thì anh Phong sẽ kết nối cái phần đấy vào. Anh kết nối máy đi. Đấy, và cho kết nối với TV luôn để anh em cũng nắm được nhá. Và cho xe nổ máy. Vậy thì để phân tích thông số hiện hành thì nếu như ấy mà phân tích chuẩn thì cũng cần phải có một cái thời gian đào tạo cũng tương đối lâu anh em ạ. Rồi em kết nối vào đi. Cứ kết nối đi nhé. Rồi, còn anh em học nghề chỗ mình cũng đang tháo dỡ một chiếc máy để thực hành đây. Đấy, giờ cũng đang nghiên cứu. Cứ nghiên cứu đi nhé. Đấy. Tất cả rồi phải nắm được cái nguyên lý hoạt động của nó. Đấy. Một cục máy cứ tháo ra tháo vào lắp ráp thoải mái đi. Hôm nay trời mưa to lắm anh em ạ. Rồi bây giờ em vào phần thông số hiện hành cho nổ máy nhé. Rồi cứ làm chậm thôi, làm nhanh quá. Đó. Các bạn anh hướng dẫn cụ thể quá, hôm nay em làm nhanh. Đấy. Rồi đến có thể nói đến giờ phút này thì anh Phong nghe thành thạo lắm anh em ạ, làm rất nhanh. Anh Phong cũng là một người học rất là nhanh anh em ạ. Đấy thì nói chung là do trình độ của mỗi anh em thôi. Có những anh em thì học tiếp thu rất nhanh, có anh em thì cũng phải nói đi nói lại anh em mới nhớ được. Đấy, nhưng mà được cái là anh Phong là có một cái lợi thế mà anh em nhìn thấy ngay, đấy là tuổi trẻ. Tuổi trẻ. Đấy. Giao diện rất là đẹp đúng không? Rồi, đây giao diện rất là đẹp anh em ạ. Vâng, giao diện rất là đẹp. Đấy, như anh Phong nói là anh rất thích cái giao diện này từ lâu rồi. Đấy, rất là đẹp. Đấy, và mình nói rồi, nhiều anh em thì mình huấn luyện cũng rất là nhanh, nhưng có anh em thì mình cũng phải huấn luyện đi huấn luyện lại thì anh em mới nhớ được. Bởi vì nói đúng ra ấy, thì cái lợi thế về tuổi tác là một cái điều cũng anh Phong là anh ấy lợi thế về tuổi tác, anh còn rất là trẻ, cho nên là khi những anh em mà có tuổi rồi thì nói đúng ra cái tuổi chậm nhớ mau quên thì rồi ai phải trải qua thôi. Đấy thì có những anh em thì cũng lớn tuổi rồi, đấy, cho nên là tiếp thu có thể nó hơi chậm, nhưng rồi với những cái bộ máy mà đơn giản sử dụng đơn giản như này thì cũng dễ sử dụng thôi, rồi anh em về anh em cũng tìm hiểu tiếp. Thế nhưng mà có thể nói mình cũng gặp hôm nay là anh Phong thì anh cũng sử dụng rất là nhanh, thao tác rất nhanh anh em ạ. Đấy. Nói qua cái anh đã nắm được rồi, thao tác rất là nhanh chóng. Này mọi người có thể là kiểm tra được cả hệ thống làm điện gió khuy. Máy chung là cho chúng ta gọi là cái thông số rất hiện đại, hiển thị cả đường hệ thống điện là lạp ắc quy, tỷ lệ vòng tua máy. Mình cho Galanti lỗ lớn hơn một chút. Như nhiệt độ bây giờ đang ở mức là 83 độ.
máy cho chúng ta kết quả cũng rất chính xác. Các thông số rất là dễ đạt đúng không? Thông số rất là dễ nhìn. Rồi, quay ra kiểm tra tỷ lệ vào kính HDF. Vâng, và bây giờ sẽ tiến hành kiểm tra tỷ lệ hòa khí HNS thì anh em mới kết luận được là xe này có bị hao xăng hay không nhá. Đấy, cứ vào luôn đi, mình quay về TV. Vâng, đây thì anh em mới biết được là chiếc xe này thực sự có bị hao xăng hay không hao xăng. Đấy, chứ còn anh em nhìn thời gian full thì anh em chưa thể biết được đâu. Đấy, như mình đã phân tích ở trên. Đấy. Đây anh em nhìn này. Đấy, vậy thì khi mà khách hàng mang xe đến ấy, khách hàng bảo là hao xăng lắm hoặc nhà ăn ít xăng lắm, thì anh em cứ thực hiện chức năng này cho mình là khách hàng cũng nhìn thấy luôn, đúng không ạ? Máy thì trả bên ngay cả. Đấy. Vâng, chiếc đồng hồ này là thể hiện tỷ lệ hòa khí A/F, đúng không ạ? Có nghĩa là tỷ lệ giữa gió và xăng đấy, xăng gió đấy. Còn đây là phần ECM tối ưu. Đấy. ECM tối ưu. Đấy, nếu mà xe mà anh em nhìn thấy đấy, ECM tối ưu về phần âm bên này, đấy là ví dụ như xe ECM kéo giảm xăng xuống, đúng không ạ? Nếu mà anh em thấy mà cái kim này về phần dương lên thì có nghĩa là xe đang bị nhạt hòa khí, thì ECM lại gì? Tối ưu dương lên, có nghĩa là tăng xăng lên. Đấy. Đấy. Nếu mà phần âm thì anh em cứ hiểu nhanh là gì? Kéo giảm xăng xuống, ECM kéo giảm xăng xuống. Còn nếu mà về phần dương thì ECM đang gì? Tăng xăng lên. Thế nói thế để cho anh em hiểu nó nhanh. Vâng, và anh em dùng chức năng này thì mới kết luận được là xe hao xăng hay không hao xăng nhé. Đấy. Vậy thì kỹ năng mà phân tích thông số hiện hành thực ra thì cũng phải có một thời gian. Và thực ra ấy, thì anh em cũng phải đi học bài bản thì anh em mới phân tích được. Đấy. Vâng, có thể nói đây huấn luyện anh Phong đến bây giờ cũng là chiều tối rồi anh em ạ, cũng chiều tối rồi đấy, cũng muộn rồi đấy, rất nhiều chức năng anh cũng sử dụng tương đối thành thạo rồi. Vậy thì qua một ngày huấn luyện thì anh Phong thấy thế nào với bộ máy này và cách sử dụng để anh phát biểu ý kiến vị nhỉ? Và cũng qua một ngày sử dụng máy Moto Sentap được anh Thiện huấn luyện cho từ sáng và cho đến chiều, mình cũng nghĩ là rằng là cái máy Moto Sentap này nó rất dễ sử dụng. Lúc đầu là mình đến đây thì mình xác định là sử dụng mà nó lâu, nó khó sử dụng, nhưng không nghĩ rằng mà khi mình đã sử dụng rồi nó lại rất dễ là sử dụng. Với mình như mình chưa biết về máy Moto Sentap, nhưng đã qua anh Thiện huấn luyện thì mình cảm thấy máy này rất dễ là sử dụng. Mọi thông số hiển thị rất là đầy đủ rõ ràng. Mình nghĩ rằng là anh em ai có nhu cầu mà sử dụng Moto Sentap này thì mình lên nghiên cứu và mua về sử dụng sớm hơn để phục vụ cho những khách hàng thân yêu của mình được tốt hơn. Rất nhiều chức năng hiện đại đúng không? Quá nhiều chức năng hiện đại luôn. Mọi người về chưa hiểu về máy nhiều thì có thể là liên hệ với anh Thiện. Anh ở thị trấn Linh Giang, Hải Dương để anh tư vấn và hướng dẫn cho mình được biết thêm nhiều hơn. Vâng,
Vậy thì qua video này cũng xin cảm ơn anh Phong đến từ thành phố Hưng Yên. Thế thì qua một ngày huấn luyện thì có thể nói là mình cũng nói rồi, đấy, lợi thế của anh Phong là tuổi trẻ, anh rất nhanh. Đấy, mình nói qua cái là anh nhiều cái chức năng anh đã nắm được rồi, mà có những cái chức năng anh đã biết trước rồi, rất nhanh. Đấy. Vậy thì cái mong muốn của mình là những anh em tới cơ sở của mình mua máy, thì những anh em nào mà chưa nắm được thì mình sẽ huấn luyện anh em nhé. Và mình cũng rất là mong muốn những anh em mua máy từ cơ sở của mình thì anh em đều sử dụng thành thạo bộ máy, và anh em phát huy được những cái tính năng thế mạnh của cái bộ máy MotionStart này. Đấy, và anh em khai thác làm sao hiệu quả nhất, đấy là cái mong muốn của mình. Rất là ưng ý. Rất là ưng ý đúng không? Giao diện rất là đẹp. Đấy, anh Phong rất là ưng ý, mà có thể là anh rất là tâm đắc với cái giao diện này anh em ạ. Và mình nhìn đây là mình có thể mình biết được những thông số luôn. Đúng rồi. Hai là chức năng kiểm tra trực tiếp các cảm biến luôn. Kiểm tra cảm biến TP trực tiếp rất là hay. Kể cả là test con là IC. Đấy. SPM ấy. Nó chết ở những cái gì mà cũng gợi ý cho ta là cái sửa chữa luôn. Rất là tiện. Rất là tiện. Đấy, anh em thấy không, kết nối với TV rất là đẹp luôn đúng không ạ? Đấy, anh em mà có cửa hàng mà anh em có TV để khách hàng cũng vừa ngồi xem anh em sửa đúng không ạ? Đấy, xem TV cũng thấy được tất cả các thông tin. Đấy, trên bộ máy MotionStart được hiển thị trên TV luôn. Đấy, anh em thấy là gì, khách hàng cũng rất là thuyết phục đúng không ạ? Đấy. Quá đẹp rồi. Đấy. Vâng, vậy thì những anh em nào, những anh em nào mà mua máy MotionStart mà anh em có điều kiện đến tận cơ sở của mình sẽ huấn luyện giúp anh em nhé. Kể cả những kiến thức về hệ thống không gian điện tử anh em chưa nắm được, mình cũng sẽ cung cấp thông tin cho anh em để làm sao mà mình cũng mong muốn anh em về anh em cũng nắm bắt được cơ bản về hệ thống không gian điện tử. Nếu như anh em thực sự là chưa nắm được thì mình sẽ giúp anh em điều đó, đấy là cái mong muốn của mình. Vâng, vậy thì mình cũng xin tạm dừng video ở đây, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.